Tiểu sử ông Trần Đức Lương hé lộ người con trai của ông trong bộ máy nhà nước. Ông Trần Đức Lương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937, quê quán tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, khóa 9. Tháng 2 năm 1955, ông Trần Đức Lương tập kết ra Bắc rồi học sơ cấp. Ông học bổ túc trung cấp địa chất, rồi làm kỹ thuật viên, đội trưởng, đoàn phó kỹ thuật địa chất, rồi đến bí thư chi đoàn, chi ủy viên, rồi làm bí thư chi bộ, liên chi ủy viên. Năm 1959, ông gia nhập Đảng Lao động Việt Nam. Tháng 9 năm 1959 đến tháng 3 năm 1964, ông là đội trưởng đội địa chất 4 thuộc đoàn địa chất 20. Từ tháng 9 năm 1996, ông tiếp tục học tại trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 8 năm 1975, ông là phó cục trưởng Cục Bản đồ Địa chất. Từ tháng 9 năm 1975 đến tháng 7 năm 1977, ông học trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Năm 1987, ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Sau khi sửa đổi hiến pháp, chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đổi tên thành Phó Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn này, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 8, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam khóa 6, khóa 7. Ông là đại diện thường trực Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội đồng Tương trợ Kinh tế Quốc tế. Trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương khóa 8, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, khóa 11, là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trong suốt quãng thời gian này. Từ ngày 24 tháng 6 năm 2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi đã cao, sức yếu, thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của nhà nước, đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Nguyện vọng này sau đó đã được Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và khóa 12 chấp thuận. Trong quá trình công tác, ông Trần Đức Lương đã nhận được những danh hiệu và giải thưởng cao quý. Năm 2005, ông và các đồng sự trong cục đo đạc bản đồ đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Năm 2007, ông đã được thẳng giải thưởng Huân chương Sao vàng. Ông Trần Đức Lương có con trai là ông Trần Tuấn Anh, đã giữ chức vụ Tổng lãnh sự Việt Nam trong 4 năm tại San Francisco. Sau đó, ông Trần Tuấn Anh về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, phụ trách kế hoạch đầu tư và văn hóa xã hội. Hiện tại, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Con gái của ông là Trần Thị Minh Anh, sinh năm 1962, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.